tại tòa nhà phức hợp phòng thí nghiệm trường Đại học Cần Thơ, sáng nay cũng đã diễn ra hội thảo quốc tế lần thứ 19 về xây dựng và môi trường, gọi tắt là ICCEE 2023. Hội thảo lần này là diễn đàn đa ngành trao đổi kiến thức và chuyên môn trong lĩnh vực kỹ thuật xây dựng và môi trường. Sự kiện quy tụ hơn 100 chuyên gia, nhà khoa học đến từ 7 trường đại học trên thế giới. Các bài tham luận tại hội thảo xoay quanh các chủ đề địa kỹ thuật kết cấu, quản lý xây dựng, tài nguyên nước và thủy lực và kỹ thuật môi trường, kỹ thuật xây dựng và môi trường, diễn thám, kỹ thuật ngoài khơi. Hội thảo không chỉ là sân chơi học thuật quốc tế uy tín cho các nhà khoa học, trình bày công trình nghiên cứu đột phá, mà còn là dịp để tăng cường kết nối, chia sẻ kiến thức và khám phá cơ hội hợp tác giữa các nhà khoa học, doanh nghiệp và trường đại học trong và ngoài nước. Đồng thời hội thảo còn là dịp để sinh viên trường Đại học Cần Thơ có cơ hội trình bày, tìm hiểu những kết quả nghiên cứu mới trong lĩnh vực xây dựng và môi trường.